Anh em nào muốn chơi chẵn lẻ banh tự động lên ngay Vubip.me, hệ thống chẵn lẻ banh uy tín, giao dịch tự động 24/7, đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà con sâu, mặt tôi đâu, mặt tôi đâu nhỉ? Đây, chào mừng đâu cho anh em đã quay trở lại của MZ trong series bình luận PK lên server. Và đây là MZ hàng nhái từ server US anh em nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ SE Tournament Inherit, chế độ bắt môn của server US. Đừng quên 3 khung giờ này chúng ta, 11h, 15h và 19h. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì hãy like và subscribe kênh Dermer YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cao em. Luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên như này. Rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MZ với cả hai kênh Dermer Gaming và Dermer YouTube anh em nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chiến thôi. Đối thủ đầu tiên nào. Đối thủ đầu tiên và tiền đâu? Đã là một buổi sáng sớm mời em một ly cà phê. Hôm nay thì chúng ta uống cà phê hòa tan anh em nhé. Viên bé học ngu. Mình thì lúc thì uống cà phê phin. Đây, cà phê phin thì mình hay pha ở đây, xong mình rót ra đây. Còn cà phê hòa tan thì hay pha ra cốc nhỉ. Nói chung là 2-3 ngày làm ly, hôm nào mà cần tỉnh táo để làm ly tí cho nó hạnh phúc. Mây ly Yori và Kyo đi cho nó khốc liệt. Yori và Kyo đi cho khốc liệt anh em ơi. Phải lấy Gonit nha em nhé, lấy Gonit để còn phá bút tầng DC ra. Đó, đang tính đà đấy, nó lấy luôn DC. Tí xa nữa. Làm tí xa nữa cho nó vui. Chơi cả Benny rồi à? Chơi thì em lấy ngay. Run ho nha các bạn. Tại sao phải run ho anh em biết đấy. Run ho nó có một cái là nó sẽ được hưởng ké, đồng đội chết nó sẽ tăng công với nhà nữa. Đồng đội chết nó sẽ tăng công rồi này. Nào, xuất quân đi. Thức dậy đi, ra trận đi. Giết luôn rồi. Giết luôn rồi anh em. Mang gối nhít vào luôn anh em. Nào đứt luôn anh em. Không để cơ hội mà phải thở lên. Không cho mày cơ hội để thở đâu. Bé học ngu mà không đi học ở nhà chơi game mày. Thế không lên lộ nổi nhờ. Không đi học ở nhà chơi game. Hahaha.
À, nó kế thừa trong quả này thì kinh lắm đấy anh em ạ. Nó kế thừa trong quả này thì kinh lắm đấy. Kế thừa sang quả này thì kinh quá lắm đấy. Đùa rồi. Sao vừa nãy con ta đi ở nhỉ, con ta đi đấm không lên độ. Đấm không lên độ nhỉ. Rồi, thế là hết. Thế là hết. Không còn cơ hội nữa rồi. Khó chịu thật. Quyết thôi. Không chống được. Chúng ta cùng đến game đấu tiếp theo nào. Không chống được anh em ạ. Quyết thôi, không chống được. Nghe nói miền Bắc lại chuẩn bị rét anh em ạ. Đầu nổ ẩm có mũi khó chịu thật anh nhỉ. Nổ ẩm có mũi kèo này phải là Elizabeth, nhưng Elizabeth lại bị chít nó khắc đi ấy. Kèo này vẫn phải lấy chít anh nhỉ, khó đấy thật, không biết lựa chọn đấy là chính xác chưa anh nhỉ. Đó phải lựa chọn chính xác hay chưa? Đang nghi không phải lựa chọn chính xác anh em ạ. Có lẽ lấy Isabeth, nhưng mà lấy Isabeth lại gặp cheat với Saiki combo hỏa mình cũng chết. Nói chung là kèo nào mình vào thấy khó anh em. Đúng không? Kèo nào thì kèo mình vẫn là vào cái thấy khó. Kèo nào thì kèo mình vẫn dính cái thế khó nhỉ. Kèo nào thì kèo mình vẫn phải mình vẫn vào cái thế khó. Kèo thấy khó nó vẫn gọi tên mình. Nó đi hỏng rồi. Nó còn to hơn cả Saiki nữa. Mày to
Tôm thì sai gì vậy? Ui đó, hết cơ hội anh em. Thì lấy khiên để này nhà trường thì quá thì toang anh em, lấy bút để này nhà trường hơi toang. Phải giết nó chứ anh em, để nó sống đi chết. Mày cứ mang tướng vào đây tí tao tính. Ba trăm năm vậy. Cố mà khoan nó anh em ạ, không chết mẹ để nó phản một phát là chết đấy. Ba trăm năm. Thằng này nó phả là chết đấy nhiều. Sống sống xích nó lại. Xích nó lại là chết đấy. Cố lên em. Ioni cao ghét quen đi nhở. Ngủ ai áp hay nào? Lắc à? Ngủ ấy bị lắc vậy? Kẹo gì à? Không kích được anh em ạ. Không kích được vào thằng vơ sai anh em ạ. Vơ sai của mình đứng hình rồi nha. Sai của mình đứng hình rồi, không biết lag ở đâu. À nó vẫn còn máu kìa anh em. Hay nó chết rồi nó bị lag ở đấy nhờ. Ảo thế nhỉ. Chưa nghe ra nó ảo được nhờ. À vẫn sống nhờ. Chưa nghe ra thế nào đâu. Chưa nghe ra thế nào đâu anh em. Chít không tiêu hồn được hai con này à? Ủa?
Chưa nghe ra thế nào đâu, Ioni cao ép đã phải nằm xuống rồi. Tưởng bạn thế nào? Lựa chọn chính xác với chi thỏa nhỉ bạn? Lựa chọn chính xác với chi thỏa chúng ta cùng đến game đấu tiếp theo. Rogue Wheeler đến từ server 16. Rogue Wheeler. You need hand undercut. Marie. Kẹo này khó đánh. Để anh tôi init nấu hỗ cho ba quả cũng chết. Mẹ mày con này nó lại còn đốt nữa cơ. Con hen lại phế kìa. Đây là con hen bị phế phẩm nhỉ. Lấy hồi sinh thì cũng chết. Mình rồi, khó cho mình rồi. Mẹ này vàng hiếu mạng này. Nào hay mặn đấy nhỉ. Đỡ được mặn nào ăn mặn đấy. Đỡ được mặn nào ăn mặn đấy vậy. Chung là khó. Chung là khó rồi. Nghĩ 6 mạng, mấy mạng chơi bởi gì nhỉ? Mấy mạng chơi bởi cái gì đây? Mạ, con này còn biết mạ. À, nó vàng người anh em ạ. Vàng người đây chứ. Chết con em gồm này. Không cơ hội chết con em gồm. Sao mang 5 mét rồi mình phải qua nó rồi. Hít 3 cơ. Hít dài giết nó nhỉ. Nhưng thì là 7 vạn lấy ra giết nó vậy. Đây rồi. Cơ hội cho con Angle đi bụi rồi. Giết nó trước khi mà quá muộn. Ý, giết được Angle thì còn có cơ hội anh em nhá. Giết nó còn có cơ hội, không thì hết cơ hội nhỉ. Bây giờ thì hy vọng là anh được cắt đi. Không hy vọng vào ai được nữa. Hy vọng vào undercut thôi. Mẹ 7 mạng của init bao giờ đục cho xong anh em. 7 mạng của init bao giờ đục cho xong. Oh my god.
Ui, nào nó to như trâu như bò nghe. Thằng nào cũng to như trâu như bò đấy. Thằng nào cũng trâu như bò này. Sống mà khó. Quá khó nhỉ. Ok à, lao vào hẹn hai lần liên tiếp á. Không nổi. Không làm gì được anh em. Còn con tịnh như kia ngạc kéo. Biết là angle đã là quá sức rồi. Hèn phế phẩm quá anh ạ. Hèn phế phẩm quá rồi. Không để thế lên làm gì nhỉ? Bây giờ nó cũng đéo đấm đấy. Nó còn đang ghi thù chúc hận lên init thì nó còn đéo đấm mấy thằng kia nữa cơ. Đang ghi thù chúc hận lên người init thì nó còn đấm mấy thằng này chó đâu. Ô, cơ hội. Mình đánh sau. Joe Wheeler làm cái trò gì vậy? À không, có vẫn không có cơ hội nữa. Nó vẫn còn con DC nữa. Lại chúa rồi, tư tưởng nó hết rồi. Nó vẫn còn. Tôi tưởng nó hết rồi. Còn tưởng nó hết rồi. Tưởng nó hết rồi. Không làm gì được. Thôi nha. Mày đi còn đi còn chéo đi nhất bố. Đi bố to nhất con tịnh này nhỉ. Ok đây, clip này mình xin phép tạm dừng ở đây. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhá. See you again, bạn. Thank you.